Dạ, một em massage chân Daito MD7100 thôi mấy bác. Con này bóp lên tới bắp nha. Riêng dòng này có chế độ rung và massage, hai chế độ độc lập với nhau nha. Nghĩa là mình vừa kết hợp massage vừa rung ok, hoặc massage không hoặc rung không ok. Em nói thí dụ bây giờ em test cái rung đi. Dạ đây, đây mấy bác coi đây. À. Cực kỳ đã luôn á mấy bác. Nó rung toàn bộ cái phần gan bàn chân dựa trên các gai nè. Bên này cũng vậy. Dạ mà đó mấy bác thấy mấy cái tay nó rung không? Dạ. Ba chế độ rung. Rung cả những gai ở gót nha, nghĩa là gai nó chạy đều từ gót lên tới mũi. Nhà đây gót rồi gan bàn chân ở giữa rồi lên tới mũi đều có hết. Nhà đây rồi, đây đó. Rồi đây đó. Yeah. Còn đây là chế độ massage, ba chế độ massage luôn. Rồi thí dụ vậy, nếu mình không thích rung tắt rung đi. Dạ chỉ massage thôi, nghĩa là vừa massage bàn vừa massage tới bắp luôn. Ngay cả cổ chân luôn nha, khúc này khúc cổ chân đây. Dạ khúc này khúc cổ chân ở đây. Đó mấy bác thấy đó, ngay cổ chân, bàn chân và bắp chân đầy đủ hết. Em này màu đen cực kỳ đẹp. Con này thì nếu như mà mấy bác có phòng khách để phòng khách. Dạ, khách khứa mà vô thì mệt, mời bác massage chân chơi hay cũng có lý lắm ạ. Coi như chạy hoàn hảo, điện xin 100V, đẹp long lanh. Rồi em cảm ơn mấy bác.